Hôm nay mình xin trình bày về cấu hình và cài đặt AD, rồi cài đặt một số dịch vụ trên AD như DHCP, Policy và DNS. Giờ mình xin trình bày. Trước tiên, ta có một cái Win Server đã cài đặt hoàn hảo để chế độ default. Để trước tiên khi cài đặt AD thì ta chỉnh IP của AD cái mặt Win Server và địa chỉ IP như sau: default redirect và chỉnh nó. Sau đó ta đã gọi là NAT DC promo. Ta gọi net, ta tiếp tục net, sau đó ta vẫn tiếp tục net, net, ta đặt cái tên là net.com. Xong ta tiếp tục vẫn đặt domain net, net bios vẫn đó là Athena net, vẫn để đường dẫn mặc định của nó net net. Vì là trên máy chưa có DNS nên ta cài chung DNS và AD nằm chung. Restore mode password là password để sau khi lấy giả sử như bắt buộc hoặc mình ta mất thì ta có bắt buộc này thì ta có thể lấy lại được. Đặt là 1, 2, 3 dễ nhớ. Nè. Đó, yêu cầu đĩa thì ta cho đĩa vào. Ta dùng đĩa ISO. Đĩa sụp Windows Server. Sau đó chúng ta connect. Ok. Cho chúng ta finish. Rồi máy tính yêu cầu reset, chúng ta reset ngay luôn.
ta có một win server mới đã cài đặt sẵn dịch vụ các dịch vụ của AD đã có DNS. Bây giờ ta thử tạo một cái user nằm trong cái ô là thực tập. Và một cái ô là phòng 1. Trong thực tập thì ta tạo hai cái user và U1 với nhân vật U1 hai cộng athena.com là net để có cuộc là 123. Ta finish không được bởi vì tại vì dính cái policy bắt buộc nằm ở trong phần policy nên ra phải ta chỉnh lại. Là nhớ bắt buộc thương chúng ta tắt màn hình. Tắt cái máy này. Rồi. Ta tắt. Sau đó để áp các policy chúng ta gọi lệnh gb update như chúng ta finish đã được. Tất cả user thứ hai cũng như vậy. Ở một tam tạo hai user ba. Giờ ta đã có các user, ta thử đăng nhập bằng một cái máy client từ xa khác zone, rồi ta gọi hành động là zone domain. Trước tiên ta cũng phải chỉnh IP của cái máy client đó về địa chỉ IP là cùng net với cái win server là 192.168.1.10, default gateway là 253.255 và đặc biệt là phải trả cái default gateway về 192.168.1.1 DNS cũng như vậy. Đó, ok. Nhớ các bạn tắt firewall. Chúng ta đổi lại name của máy đây là máy E đi ha. Domain là athena.com. Ok. Chúng ta gõ bắt buộc để cho phép cái máy client này join domain vào cho gã hiểu admin luôn.
và chúng ta đã join domain thành công. Nếu yêu cầu chúng ta reset máy, chúng ta reset ngay máy. Chúng ta chọn log on với Athena, user là U1 và bắt buộc là 123. Chúng ta đã đăng nhập thành công với các những cái mà chúng ta mong muốn. Rồi mình xin trình bày tiếp, chuyển sang phần cài đặt các dịch vụ trên DHCP. Chúng ta cần cho bên nail add or remove program và add remove window component. Network service detail ta chọn là DHCP, dynamic host configuration protocol và OK và net. Chúng ta đã có dịch vụ DHCP. Bây giờ DHCP nó vẫn chưa chạy, chúng ta phải cài đặt new scope mới, đặt cái tên chúng ta tùy thích. Chúng ta có thể đặt là mạng nội bộ thứ hai, chúng ta net. Bắt đầu là khởi điểm star IP là 192.168.1.100 và kết thúc của dãy IP đó là 192.168.1.200. Chúng ta để sắp đến mạng là 3255 net. Đây là IP chúng ta không dùng đến. Chúng ta đặt là 192. Kết thúc của nó là 1.2.1.60. Chúng ta add vào là net. Chúng ta cho thuê cái IP này trong vòng 8 ngày là chết. Cái router default gateway của mình thì mình gõ là 1.2.1.68.1.1. Chúng ta add luôn. Những thông số không quan trọng thì mình bỏ qua. Sau khi ta cài đặt xong, chúng ta authorize nó. Nó vẫn chưa chạy các bạn, chúng ta reset thì tạp lại.
bao lỗi. Rồi nó đã chạy các bạn. Trước tiên người ta phải cần phải tắt cái led series của máy ảo. Khởi động lại. Đây là rồi. Là lock off của một đi. Chúng ta đăng nhập cái tên là XP quên quên cái tên tài khoản mà. Ta đăng nhập lại, chúng ta bỏ nó đi, ta dùng IP động hết. Và chúng ta luôn phải tắt luôn cả firewall. Nó đăng nhập với của Athena U1 password 123. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại IP của máy. Chúng ta gọi IP config con. Lúc này chúng ta có đang có IP là 192.168.1.1 subnet mask 3.255 và default cái quay trở về 192.168.1.1 và nó hiện cái DHCP tên cái IP của DHCP server của mình là 192.168.1.1 và cái dịch vụ DHCP của chúng ta hoạt động. Bên này kiểm tra hiện tại là nó cho cái máy me.athena.com là cái máy hồi nãy của chúng ta, IP của chúng ta đó là với cái gì IP này, còn cái con máy client 2 thì nó vẫn xin một IP mới là 192.168.1.100 trả quay về cái con một này và chúng ta thử pin pin tới 192.168.1.1.
đã thông à, và máy server cũng vậy. Ok. Cái này chúng ta bên không được là bởi vì chúng ta đã chưa tắt firewall nữa, thành ra chúng ta bên không được. Và chúng ta tắt firewall. Chúng ta thử pin lại lần nữa. À, nó chạy không thành. Nên mình đã trình bày xong về cài đặt các dịch vụ DHCP trên cái thứ server 2003. Bây giờ mình xin trình bày về cái phần policy. Chúng ta cấm một số các dịch vụ trên các máy client. Giờ chúng ta thử vào phần auth thực tập. Vào group policy, chúng ta new cái mới. Cấm IE này, control panel này, chúng ta thử vài cái thôi. Để edit vô administration template, control panel ta enable lên. Đây là cấm control panel, không cho nó hiện control panel. Đó, chúng ta cấm my network luôn, không cho nó hiện lên luôn. Yeah nữa. Rồi chúng ta tắt đi. Close lại. Ra có lệnh về update. Xong. Cái này chúng ta phải lock out rồi nó mới có tác dụng được. Lock out cũng một. Chúng ta nhập lại. Chúng ta mở admin tool. Xin lỗi. Add user counter. Nó vào phòng 1. Chúng ta thử cấm lại. Chúng ta edit một cái mới. Cho mình nêu chúng ta enable lên, tắt đi, đây là go back support. Chúng ta qua mấy user UBA chúng ta kiểm tra. Là không còn control panel và my network play cộng với IE hoàn toàn không thấy nữa. Để chúng ta đã ẩn trên
laptop. Giờ xin trình bày qua phần backup. Trước tiên ta đi backup, chúng ta gọi là NAT backup. Vào Advanced Mode, chúng ta vào thẻ backup. Chúng ta backup syntax là gồm giữa cái ID và DNS nó nằm chung. Chúng ta lưu nó file nó đến là chúng ta không có đơn, ta ví dụ mẫu này lưu vào OC luôn. Đặt cái tên là backup hai đèn, xin lỗi, backup system backup. Chúng ta save cái file lại. Thì chúng ta chọn tab backup. Trong này có rất nhiều chế độ cho chúng ta backup. Backup normal, backup copy, backup incremental và rất nhiều. Chúng ta có thể chọn và chúng ta có thể lập lệnh. Rồi cái file là và công việc chúng ta nên cũng là một luôn. Chúng ta có thể backup theo ngày, theo tuần, theo tháng. Chúng ta sẽ chỉnh giờ backup bắt đầu từ giờ nào và bây giờ em thử backup là thông thường thôi, thì ta sẽ chọn là ngay tại thời điểm này cho nên nhanh, thì chúng ta cần backup là start backup luôn. Nói bên đợi đợi thì em xin trình bày luôn và cả cái phần backup DHCP. Chúng ta vào DHCP. Và rất đơn giản, chọn vào backup. Chúng ta lưu cái file, và backup của chúng ta vào cái nơi chúng ta cần lên đến là nơi backup. Đó, ghi cái tên là backup DHCP. Đó, ok. Chúng ta vào kiểm tra có cái file DHCP như này. Chúng ta thử xóa cái này đi. Chúng ta thử xóa cái scope này đi. Là bây giờ chúng ta hoàn toàn là không còn nữa. Bên này backup xem tắt đã xong, chúng ta có thể tắt. Nếu sự đã không còn nữa thì chúng ta thử restore nó ra.
chọn vào cái file backup hồi nãy. Đó, ok. Yes. Và nó đã có trở lại. Những cái máy client thuê các IP của chúng ta vẫn còn xuất hiện như cũ. Để chúng ta đã backup xong system tag thì chúng ta thử xóa trong AD. Chúng ta xóa thực tập đi. Xóa AU thực tập. Yeah. Phòng 1 chúng ta bỏ AU4 luôn. Yeah. Mất hết. Còn chỉ còn lại user U3 thôi. Rồi chúng ta qua bên DNS nữa. Có tất cả là rất nhiều mấy trong này. Chúng ta quét một cái. Rồi một cái chúng ta chọn delete. Đây, chúng ta delete. Là chúng ta máy chúng ta không còn một cái DNS nào nữa. Có thể là hư thì chúng ta bây giờ chúng ta thử restore nó lại. Restore AD và restore DNS. Chúng ta khởi động lại máy. Chúng ta chọn F8. Khi khởi động lại máy chúng ta chọn ngay F8 và chọn chế độ là Restore Mode.
chúng ta cũng vẫn chỉnh lại, đó là NAT backup. Chúng ta vòng qua thẻ editor, chọn vào system tag, có cái file nó đã ghi file sẵn, chúng ta tạo việc to lên. Xong chúng ta có thể export ra cái file chúng ta xem ngày tháng năm và thời gian là bao nhiêu lâu. Đặc biệt nó hỏi chúng ta là có muốn reset máy không, chúng ta nhét luôn. Khi đăng nhập chúng ta vào kiểm tra thử như thế nào. Đầu tiên là chúng ta vào AD là đã có lại tập cho mình U1, U2, có cả U4.
theo là kiểm tra lại DNS. Đã có lại athena.com và các máy client. Tiếp theo em xin trình bày về backup policy. Để backup được policy thì chúng ta cần phải cài một cái tool, cái phần mềm của Microsoft cho nó là cái tên là GPMC, viết tắt của từ Group Policy Management Console, được tải tại địa chỉ này. Và nó có rất nhiều phiên bản, SP1 được chạy trên XP, Server 2003, Vista. Còn phiên bản V6, version 6 thì chạy trên Vista, SP1, Windows 7 và 2008. Sau khi em đã có được cái sụt rồi thì chúng ta cho đĩa sụt vào Dropbox Management Console. Chúng ta vào ổ đĩa, chúng ta lấy phần mềm nó tên là GPMC đây. Chúng ta cài đặt nó. Chúng ta nét. Chọn I agree. Tôi đồng ý. Finish. Ra ngoài admin tool và chúng ta tìm thấy nó vừa mới cài xong Group Policy Management. Đây, những cái policy chúng ta vừa mới tạo tấm IE và còn cho bên mail. Thì chúng ta thử backup tất cả, chúng ta chuột phải vào và chọn backup thôi. Chúng ta lưu tại cái nơi chúng ta cần muốn lưu đến. Đây là OK. Và việc restore cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần chuột phải vào rồi qua bên manager backup, chọn những cái ta cần restore, rồi chúng ta restore ra là xong, đơn giản, rất là đơn giản. Rồi em xin kết thúc trình bày về Windows Server 2003, một số dịch vụ trên Windows Server 2003 và backup và restore. Thì cảm ơn.